Chào bạn. Thì hôm nay em quay clip này là với nội dung là tuyển nhân viên, tuyển học việc và tuyển thợ. Độ tuổi em mong muốn là dưới 25 tuổi. Trên 25 tuổi em không nhận nha. Em cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn lưu ý vấn đề đó giùm em. Và với cái tình hình hiện tại tại team em á, thì anh em muốn học việc và phụ việc đều có, vẫn có vị trí cho anh em. Thứ hai là anh em muốn làm luôn, giống như là làm với tay nghề của mình, trả lương luôn vẫn có. Còn thêm về vấn đề mà có nhiều anh em bữa giờ hay hỏi em là nếu mà học việc hoặc là học nghề luôn á, có cần đóng tiền hay không, thì xin thưa là không, và vẫn dạy hết mình, hết sức nhiệt tình. Bởi nhiều anh em còn lo ngại là khi mà được làm vừa bao ăn vừa bao uống và không cần đóng tiền á, thì không chỉ hết nghề. Nhưng mà mình nói với các bạn là một cái rất đơn giản thôi, nếu không chỉ hết nghề cho các bạn á, thì tiệm em sẽ không ra được những cái sản phẩm tốt phục vụ khách hàng. Và khi mà các bạn làm sai á, em sẽ là người trực tiếp chịu trách nhiệm với khách. Nói chung là nói thẳng là mình đền cho anh ta đó. Cho nên là cái việc mà hướng dẫn học viên và chỉ dạy học viên á, rất là quan trọng. Nói chung là chỉ dạy anh em hết mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì khi các bạn coi được clip này, cần gì có liên hệ mình. Cảm ơn các bạn.